Cá lên nha anh em. Cá lên. Cá chét bự. Rồi rồi. Tính ra nước này câu như mà có rồi. Chưa. Còn đó, gỡ luôn đi. Lên được con út nha anh em. Thấy không? Cái gì giật biết dính rồi. Út. Từ đây nó vậy. Lên cái út. Một em cái út. Một em cái út nha. Còn cái út. Cá này ăn cặn đâu, nhỉ.
hậu tôm bự quá, cái hậu nó nuốt. Nó mới vừa nhấp nó giật nó dính. Em cả Út. Lại là cả Út. Dính này gì á? Dính này gì á? Có cái đỏ nữa đó. Đây là con Út nữa nha anh em. Lão em có Út nữa. Út nữa nha anh em.
con mới nhắc cái con ơi. Dính nữa không? Con nghĩ dính lâu rồi. Lên hàng nữa. Lên hàng nha anh em. Lên hàng. Đó hàng đó. Lên hàng nha anh em. Đây là thành quả câu cá ngày hôm nay.